Xin chào anh em, có một số bạn đang hỏi bên shop cái sản phẩm Mi Box Xiaomi 4K Ultra HD thì hôm nay shop cũng giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm mà shop đang có nhé. Thì đây là một cái sản phẩm Mi Box Xiaomi, nó là một cái thiết bị cho giúp cho các bạn có thể kết nối mạng và có thể xuất ra TV với tín hiệu là 4K, tín hiệu hình ảnh là 4K. Đây là một cái sản phẩm của Xiaomi phiên bản quốc tế. Mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này. Bên ngoài cái giới thiệu của cái sản phẩm này thì vỏ hộp bên trong cũng có cái bóc này và cái điều khiển này, cái cáp HDMI và cái adapter. Thì cái điều khiển này, Mi Box này nó cho phép chúng ta có thể sử dụng bằng nhận diện giọng nói. Cái này nó cũng giống tương tự giống như là cái Apple TV vậy. Và cái sản phẩm Mi Box đây chúng ta đang có trên tay, các bạn có thể thấy đây là cái thông số kỹ thuật của sản phẩm này, được sản xuất tại Trung Quốc và nó là một cái sản phẩm của Xiaomi. Model của nó là MDZ16AB, nguồn điện vào là 5.2V và 2.1A. Và đây là cái số serial của cái sản phẩm này. Phía sau thì chúng ta có một cái cổng HDMI, một cổng USB và cổng audio. Cổng này theo cái nhận định của mình thì nó có thể là cổng quang. Và đây là một cái cổng nguồn. Phía bên trong thì chúng ta có cái hướng dẫn, sách hướng dẫn, sách giới thiệu gồm có thiết bị remote, voice remote, điều khiển giọng nói, pin, cáp HDMI. Và đây là cáp audio. Bên đây là audio HDMI USB nguồn. Đây là cái hướng dẫn về kết nối. Đây là một số cái giới thiệu về cái phần phim ảnh, giống như là một số cái app mà có thể cài được ở trên cái Mi Box này. Với cái Mi Box này thì chúng ta có thể cài được ứng dụng bởi vì nó có bộ nhớ dung lượng là 8GB. Đây là cái adapter này, được bọc xong có một cái cao su bọc và giữ ở đây. Đây là một sợi cáp HDMI chiều dài tường khoảng chừng khoảng 1 mét. Và đây là cái bộ phận quan trọng không thể thiếu được của cái sản phẩm này, đó là cái chiếc remote điều khiển. Đây là cái phần điều khiển, chúng ta có phím nguồn, phím nhận dạng giọng nói, tăng giảm âm lượng, phím điều khiển trung tâm, phím quay lại. Và đây mình có phím điều khiển và phím điều hướng. Cái điều khiển này nó có cái phần nhận dạng giọng nói ở đây và nó hơi dày một chút, cầm cũng rất là vừa tay, cũng giống như là các loại điều khiển TV thông thường. Đây, bên trong sử dụng pin AA. Có kết nối Bluetooth. Đây là mic nhận dạng giọng nói. Và cái thiết kế của sản phẩm này nó rất là mỏng, nó chỉ mỏng bằng cái điều khiển thôi. Cái thiết bị này là Mi Box 4K phiên bản quốc tế. Và như trên này thì chúng ta cũng có cái thông số kỹ thuật của sản phẩm. Đây,
âm thanh digital 2.0 này, 4K Ultra HD này, quad core này, 3 cộng 2 core GPU này, Mi Box này. Đây là một số cái thông tin về sản phẩm. Đây là một số series của sản phẩm. Như vậy là qua cái thông tin giới thiệu ở trên cái vỏ hộp này, chúng ta có thể thấy được cái sản phẩm này nó có chức năng là như thế nào. Thì nhân tiện này mình sẽ giới thiệu với các bạn, nó là một cái sản phẩm mà cho chúng ta kết nối với cả TV, cho chúng ta có thể cài đặt YouTube này, cài đặt trò chơi này, cài đặt game này. Chúng ta có thể chơi game ở trên cái điều khiển này, điều khiển game bằng cái điều khiển này, và có thể search tất cả thông tin trên YouTube, trên mạng, trên thậm chí là cả Facebook bằng cái điều khiển này. Đó. Và nó là một thiết bị thiên về giải trí, cho phép chúng ta có thể xem phim, đặt mua các phim ở trên kho phim của Google, cũng như làm một số cái phần mềm xem phim ở trên CS Play của Android. Đó. Và cái thiết bị này cho phép chúng ta xuất ra cái màn hình tín hiệu 4K và tương thích với màn hình 4K. Cái phần tìm kiếm bằng giọng nói rất là tiện, thay vì chúng ta phải bấm thì chúng ta có thể giữ ở đây thì nó đều nhận dạng bằng tiếng Việt cho chúng ta. Rồi. Cái sản phẩm này thì đang được phân phối và bán tại Wacom với giá 2.550.000. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.